hầu như đa phần đạo diễn đều mong muốn diễn viên mình sẽ thể hiện được hết các cảnh hành động. Đặc biệt là tại vì những cảnh quay đều phải thấy mặt luật hết. Có mấy cảnh hành động cũng ghê lắm. Nào là nhảy từ trên lầu xuống, mà nhảy từ cầu xuống mà không có các cơ đóng thế luôn. Ừ, quá. Ôi trời, anh Luật hả? Thì thôi khỏi nói rồi, anh là một diễn viên có tố chất hành động rất cao. Anh là một người sinh ra nên làm những vai diễn hành động. Là sợ độ cao. Và một cái cuối cùng, anh từ chối quá nhiều vai diễn hành động rồi, cho nên là bây giờ thì chắc là do phim của nhà Thu Trang, cho nên là anh buộc phải thể hiện cái kỹ năng hành động siêu việt của anh. Mấy cảnh hành động là anh tự hào chứ. Cảnh mà từ trên cầu nhảy xuống á, mười mấy mét à. Thấp hơn nữa, cái đó là mấy đứa nít nó hay đi tắm xong nó nhảy xuống hoài à. Ảnh từ trên anh nhảy xuống có dây cáp rồi tùm lum, nó chỉ cần rớt xuống thôi mà. Ảnh quay xong cảnh đó về anh kể nguyên đoàn phim như là ảnh như là siêu anh hùng vậy đó. Em có cảm giác như cái cảnh đó nhảy từ cầu Mỹ Thuận nhảy xuống. Hay than. Hành động quá nhiều mọi người ơi, hành động quá nhiều. Mình không phải là một người diễn viên hành động, mình đâu phải sinh ra hành động đâu. Trời ơi, cái tướng mình mà hành động thì ai mà tin. Bởi vì là lúc mà hay cảnh mà lúc mà thắt mấy cái thiết bị bảo hộ vô á, thì người ta thường là người ta hơi nới rộng cái size ra. Tại các cái đơn không ai dễ trơn á, nên cũng hơi khó cho Lực. Trời ơi, còn nhiều cái tai nạn hành động trên phim trường lắm, cực lắm. Thì mỗi lần đu dây xong rồi cũng tự quay lại, xong rồi tự khóc kể, tự hào, mày thấy tao hay không? Có cái cảnh mà cách cơ đơ trên xe ngựa, anh cũng tự hào. Cái đó mà gọi hành động luôn nữa, không hiểu được. Ảnh hành động giỏi nhưng mà ảnh giỏi như thế nào thì mọi người xem phim rồi biết. Biết đâu sau này có khi Tướng Lực sẽ trở thành diễn viên hành động của Việt Nam rồi sao, đúng không?